Vinh Hành Audio xin giới thiệu dòng âm ly đa kênh Yamaha AX1300. Đây là dòng hàng đấu mạng Nhật về, máy đẹp long lanh. Dòng âm ly này thì chỉnh âm thanh trực tiếp trên máy, chỉnh bass chép. Máy có chế độ đánh loa A và B, A cộng B. Ngoài ra đây là những chế độ âm thanh stereo, nhiều chế độ âm thanh. Máy đánh trực tiếp bằng cổng quang, dây mã DAC cổng quang, công suất 260W.